đẹp hơn nữa nếu như chúng ta tận dụng được quả đá phạt trực tiếp vô cùng quý giá này. Và để chắc chiêu đó thì Văn Thành còn hỗ trợ các đội dọn tuyết để đảm bảo vị trí sút phạt được tốt nhất. Vừa rồi các cầu thủ chúng ta đã làm hay công việc của những nhân viên dọn mặt sân. Hy vọng chúng ta sẽ được đền đáp với cơ hội này. Quang Hải, Xuân Trường là hai cầu thủ đang đứng trước cơ hội chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Quang Hải đấy.